Để anh xem là này là ai gửi. Ui, cái này đừng em đừng bóc thôi. Từ anh xem nó, bởi vì là tự nhiên nước này nó gửi cho anh. Quà tặng. Nó cho xem hàng. Quà tặng cho khách. Quà tặng ra chứ không phải đâu em ơi. Em bên nó bảo shop bi tặng cho anh, nhưng mà cái này không phải. Thì thôi anh, cái này như này không nhận đâu, vì anh không biết là cái gì cả nhé. Này anh, cái gì nó không có cái nước hoa nó biết gì đâu. Sao mình mua hàng nhiều trên đấy chắc là... Thôi không mua ra, anh sẽ mua shop bi nhiều. Thôi em không cảm, anh không cả, em gửi cho anh cái em 10.000 em đi lại nó vất vả nhé. Chắc là lâu đấy mình mua hàng nhiều thôi. Kiểu gì tăng toàn tính cái cước người ta mua hàng ấy. Đúng rồi. Cảm ơn em nhé.